Chào mọi người nhé, nay mình thứ bảy được nghỉ, mình đi gắp cái bịp giải trí nha mọi người nhé. Hôm bữa cái chỗ này này, đây này, bữa này có mấy cặp nữa mà mình chưa được đánh nhá. Hôm nay mình đánh thử xem không biết có được không. Hôm nay mình lấy cái con mồi khác nhá, mồi mới, con này mới lấy đi, nó sợ lắm, nó chưa có kêu lắm đâu, phải dùng loa hỗ trợ cho mọi người nha. Đó, bắt đầu mình tiến hành mình đi gác nha, xem có được không thì mình úp lên cho mọi người cùng xem giải trí nha. Đây, mình đi gác đây. Woo!
Dính con 10